mà chị Tăng mỗi lần là chị lên chị cho là 2 triệu bà tôi qua không 2 triệu, ông ai cho của mình anh chị Tăng, cái Tăng tốt một lai bên Mỹ giúp ủng hộ ông ba. Quay. Dạ. Chị ngoài quay. Hôm qua cái anh cạo đầu trong đất không quay. À. Dạ. Ê, lấy máy ông giờ giùm em nghe kìa. Bỏ đâu rồi. Hôm qua có anh cạo đầu quay hả? Đông không? Anh cạo đầu với anh Lưng quay với bạn của anh Lưng cho thành phố về quay. Ừ. Dạ. Đi chơi đi, đi đâu đi chơi đi. Thôi vô cá con còn quên không quên. Đi xe đét. Ừ, đi chơi đi. Mới xuống anh Sơn nè, Tâm vợ chồng anh Sơn xong rồi về. Chị Vĩnh Long kêu mà. Dạ. Ừ, chị Vĩnh Long hắm á. Ừ. Đi xe đét chơi. Đi, đi. Đi đi. Bữa nay làm cái mặt của bộ. Cảm ơn anh Tăng, được bạc luôn anh Tăng, chị Tăng. Hôm nay sức kem nhiều quá trời, sức kem hả? Tôi nhìn hình bà cái đó nó mừng quá trời ơi, tao dục tao cho luôn quay, tao dục, tao dục. Hôm nay sức kem dữ trời. Không có. Bữa nay mà vẽ chân mày coi kìa. Cái chủ giống chị đó, anh quấn thì kêu lấy máy anh về đâu nghiệp á. Anh hôm qua giờ anh đủ trăng không có đồng bạc mà cho anh 50 cho nó trời ơi, tôi còn khổ ông nữa xin. Chị biết quay phim mà xin tiền mơ hả? Không có tiền đồng bạc, tay xe đủ trăng. Ê. Cái ông cạo đầu trong lóc hai chồng bạc dân. Chị thôi khổ cho nó qua quay. Ôi ôi nó quýt chết à. Không có lắm. Không có chị vậy ha. Có mà. Ông cho quay ông đập đó. Hôm qua mẹ mà cả cho ông quay không em. Ông nói mơ mơ cho anh 50 ngàn đủ tăng. Cái anh nói cái em nói là anh Tăng nói trời ơi có mà tiện kêu kiệt lắm thầy ơi, em không dám cho. Kêu thằng thầy ha. Ừ. Em nói không có giỡn với tôi nghe, tôi là gì nè. Võ sĩ đó, tôi chơi một cái là chết đó nghe. Nói gì hả? Chứ không phải nhìn Tăng mà cưng nghe. Biết tôi không? Tôi cạo đầu nữa đó. Đó chị Tăng rồi tôi không cho chơi đó. Ông nói bữa nay ra nè, tôi thương bà. Bà điện thoại cái bắt đầu chạy kiếm bà. Vô bạch báo liền. Vậy đi chơi đi. Hả đợi hai quỷ đó ra gì đó. Hai quỷ lại. Đó bà điện hai quỷ ra tới đâu rồi. Con qua với con My á, băng mình. Ai? Qua với con My á. Quỷ nào? Qua là mẹ. Ờ qua là mẹ với My á. Sao không thấy con quỷ? Ờ. Nó ổn. Xin lỗi cho Tăng đó chứ chứ mà thấy bất dịch. Kêu hai con quỷ không? Quỷ già, quỷ cái. Chị Mơ. Ai vẽ chân mày hả? À bạn gái vẽ bạn. Ờ gái vậy hả? Ờ sao tôi thấy con chuột cho chết queo tội nghiệp các bạn. Ừ. Rồi sống lại hả? Sống lại rồi. Thằng ơi sống nghe, hiền nghe nó khùng đó. Hiền hiền hiền. Ông cao thủ đó. Cao thủ nha. Tôi nay ủng hộ cho nó tiện nghe chơi. Rồi rồi, một hồi dẫn đi ăn ha. Được không? Cứ luôn. Cứ luôn hả? Ở trong nhà đi. Ừ. Đi luôn. Này em của bà hả? Ừ. Em ruột hay gì? Ừ. Em ruột. Sao bà miền quá mà ông miền Nam? Ừ. Tự nhiên ai ở nè. Ông chị tôi làm em dâu mà. Vô ở chung đi. Ừ. Vô đi về nhà ở đi. Rồi luôn. Đi. Được không? Đi. Tối nay nghe. Ừ, làm đám cưới luôn đây. Được không? Chuột chuột có trâu được đó. Ừ. Ông à, giờ tôi thôi ông kia rồi, không bỏ nữa. Sao hả? Dạ. Sao? Trời. Sao thôi chị bỏ. Ông chết queo rồi. Ừ. Ông nào nữa kìa. Ông tôi còn ông nào đó. Ông có được không? Đẹp đẹp trai không? Đi lại hỏi ông coi. Ông chửi ra bà nào. Đi lại hỏi ông coi. Được không? Dạ, tự dạ. À, tôi đọc cho anh ơi. Anh. Em đọc cho. Trời ơi thôi thôi. Lại đây. Tôi đòi đồng lắm cứ vậy. Người ta nói thôi thôi đi bại bà. Rồi đọc để tăng hôn đó. Ông nói thôi thôi tôi lại luôn. Chứ chị mơ mà rất ỉa quần luôn. Bà vui hả anh? À cùng mày hả Tăng? Chắc em ngu quá không? Được không? Mới cạo nè thầy. Cạo hoài á. Cạo nó đó hả? Đang nghĩ có hai đứa ra kìa. Đâu? Đó. Đó. Hai đứa nào á? Dạ thưa hai má mới ra. Dạ. Thưa hai má mới ra. Dạ, dạ. Cái này cũng đẳng à. Thưa mà thưa được chứ. Thưa thằng Quang. Thưa thưa. Thưa ba má mới ra. Ba bữa. Chơi nào đi, khai đét chơi đi. Vậy chị Mai Chim Kinh Long coi. Ông kia ông bò gặp. Nó thương hành lắm nha anh ta. Ừ. Nha. Ta. Đang thương hành lắm. Chuyện máy của ông nha. Mua giờ đâu có bắt ca cổ cả lưng nha. Đi chơi đã. Đi chơi đét chơi. Đi uống cà phê ha. Đi. Mẹ, thưa chị đi mẹ. Mẹ, hỏi bà đi. Nó có bà cho tiền ha. Bà qua hỏi bà này đi. Mẹ hỏi đi. Bà mới nhận đồ vàng luôn. Cho chị đi. Không, không, không. Cho đi. Của người ta. Con gái. Con gái. Thương chị. Cho đi. Trời, bà cũng mò tóc luôn hả? Ờ, ờ, ờ. Em cạo nè. Em cạo nè. Mơ sao không nhuộm tóc luôn mà. Không, em cạo tới chết luôn. Em cạo hai mái là anh chị. Ừ. Cái ông qua kia nói à, thôi tôi cũng cạo mà nó cạo mà mua lên bà giàu. Sao đét mua cái tủ. Nhưng mà thôi không muốn, không có mua tủ rồi. Dẫn mơ đi đi vòng vòng chơi với đi chơi. Ừ. Đến mua tủ gì? Mua tủ cho nó để quần áo mà thôi. Thôi thôi đi. Có còn thôi đi nó quậy. Ừ, cho tôi đi. Bà có đi không hay bà nha? Cho bà đi không đi. Nhà thầy cho. Là 80 đi. Dạ. Nhà dạy.
vậy cho mi đi được rồi. Rồi đi, đi chơi ha. Rồi đi. Xin phép mẹ đi, khoan cháu xin phép mẹ đi. Con đi chợ cơ mà. Ở nhà tôi có chuyện. Kêu bằng gì? Kêu bằng má. Thằng kêu tôi bằng gì? Kêu bằng con mày quậy quá. Kêu không bà nội tôi lại. Sao mấy kêu bằng tôi là bà cố đó. Kêu bằng hai đứa. Thấy không à? Có mà kêu bà cố. Tao thấy tao ra. Em có. Sao mặc áo gì kỹ vậy? Mũ đen mà anh đừng có nói chơi này là chơi quằn quại nè. Anh nhớ bà điện. Bạn ăn cho anh Tăng nào thấy mũ đen á. Mũ đen bữa nay đẹp. Đó. Đẹp. Thế bà nhà nha. Con đi 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 đi. Hãy đi về tới chơi đi. Rồi. Vô vô xe. Nhau đi em ơi. Mày mơ ngồi đi cho nó ngồi nghe. Tăng. Ngồi chỗ nào? Tăng. Hai đứa mình yêu nhau đi anh ơi. Rồi, vui không? Nay đi chơi vui không? Đâu thấy chung đi. Ông tài xế ba đây chứ. Alo đi, alo đi. Vui bữa nay tôi có bạn mới nè. Đây chồng tôi vừa kêu nè. Cuối cùng thấy ai thương nè. Đúng rồi. Cái này thấy con mình bệnh. Ủa cái này cái gì đó chị? Cục sạc. Trời ơi cái này cục sạc đó. Sao gì trời? Mặc áo ở đâu mà lòi hết trơn rồi. Tăng cái cục. Được rồi, đưa cục nó cắt. Đưa cho ổng đi. Đây, đúng rồi, bỏ vô đây đi. Bữa nay vô được hả? Ừ. Ổng ơi. Em hả? Ừ. Ổng nói em hôi nách mà. Tắm chưa? Tắm rồi, sáng rửa nách vô bầm hôi. Chắc là em dâm dục. Mẹ con sáng giờ tắm chưa mi? Dâm dục. Con không coi hả? Chạy chạy đét đường nào? Đường dưới luôn hả? Con có nghe mùi gì không? Hả? Mày kêu hồi nãy tắm đi không chịu tắm. Đừng nghiệp bà không cho bà đi ha. Ê đứt ruột không ơi. Không cho bà đi đâu mà tại bà. Cho bà đi với bà thực nghiệp. Cho bà đi nhưng mà. Cho bà không? Đừng nghiệp bà mà. Đi không? Không đi rồi đó. Bà buồn rồi đó. Quý ở nhà đi bà đi bà công ha. Mi đi nhuộm tóc đẹp. Bà buồn rồi đó. Ê bà khóc nó chị Tăng nhưng Tăng không vô tôi buồn. Ví dụ chị đã hâm hăng cái không? Vậy chứ anh Tăng thương bà đó anh Tăng. Đúng rồi. Anh Tăng. Tăng thương má nữa không? Mơ. Dạ. Anh Tân nó ghé thăm Sida một phút rồi mới đi. Chị nào? Sida. Sida hả? Nói. Dạo ha. Dạ. Ông khá không? Tôi điểu lắm đó. Hả? Tôi điểu. Điểu lắm hả? Sở Khanh. Sở Khanh ha. Còn hai đứa này nó hợp không anh Tân? Vậy là chị mơ quen người nào mà bỏ người đó mới. Này tài xế của bà hay gì? Tài xế hả? Anh chồng ở tài xế. Chồng bỏ đó. Đó là ba với mẹ đó. Bà cười phải cùng với chị. Bây giờ chị cũng chán luôn hả? Luôn. Lấy cái ta ông chủ nghe không? Chơi bà kia mà lừa cho bà đó. Nói không bạn bè mơ chơi ngộ hả chị? Nó mằng ma đó ông kia nói trời ơi mơ ông kia qua nói mơ lên đại hôm qua đó em. Rồi nó bay mà anh Tăng cũng đang chết á. Trời ơi anh Tăng với chị Tăng vợ chồng em với anh nói vợ anh Tăng với anh đầu trong lòng vợ chồng. Ông nói thôi anh lại luôn Tăng cũng anh chết á. Nè em điện thoại anh Tăng nè muốn gì nè nó tắt máy em luôn em nói chuyện bất giác em. Em giác tẻ anh ta nói cặp này cặp nào không xứng không? Tài xế tu dòng xứng ha. Ông Hiền ha. Hiền. Ráng xuống thăm anh Sơn rồi gặp vợ anh Sơn ngủ với anh Sơn trước cửa đó anh Tăng. Trời ơi mẹ nó ra coi. Trời ơi xe đi con. Ôi tắt đi con. Tắt đi con. Đừng có bắt bậy anh Tăng chữ đó. Tắt đi con. Nam mô mong đi Phật sáng nha đi chơi nha. Đi du lịch tới nụ cười sáng nha. Tới lâu lâu gặp anh chị đó. Xa lắm hả anh Tăng. Hôm qua mấy ông ở trên thành phố hồi đó ông lưng vô quay nè. Ông bị bệnh gì mà. Hồi lúc trước ha thì cùng sớm hồi đó là bà già em á là với cái ông này đó là chú bác tội đéo nhau luôn rồi bây giờ cái ông té xong chồng bà qua là chú của nó chết rồi còn cháu rồi bà làm luôn rồi bà cho quay thằng cháu bà đó là nó đã nói phải là sida mà tại vì tay chân nó bị lỡ rồi đó anh nó nghèo nái ra muốn rồi đó rồi nó có con vợ mặt dài bầu đẹp lắm ở trong nhà mà con vợ nó là dưới Bến Tre cứ á bên vợ đó là đám tang vậy là tới 700-800 người đó dạ vợ nó đẹp hả sống đẹp lắm bà thấy không đẹp thấy sửa sạn đẹp như mà Mỹ Châu vậy đó cứ Bến Tre đàng hoàng ha chồng ở con trai nhà nó cắt nhà tượng 7-8 cái mồ mả đây nè nhà tượng 2-3 tỷ bạc rồi trong đây cũng 2-3 tỷ rồi ba nó chết rồi còn má nó cũng đi bọc quạ chắc năm nay lụm luôn quá Tăng nghe đó nghe thấy dữ ha mà thương bá không à Đài Loan đó trời ơi má thương vợ không có sợ mà bá nói phải nghe hả chị cãi bà không hoàng không thương ha bà Hiền bà đâu có giết người ha chứ chị ai cũng nói trời ơi vợ anh Tăng công nhận cao thượng rồi tới cũng hôm qua cái em ra thăm chị dâu em nữa cái chị dâu em bị làm thì ai mắc cứ găng bỏ rụng hết trơn á bà đẹp trong tiếng rồi em cho bà 100 ngàn rồi cho bà già anh Sơn cũng 50 rồi cho hoàng kiểm 100 ngàn quần áo cách dưới em gặp ai nó làm phước vậy đó ai muốn cho ai xin nước ngọt em chứ không phải ăn ở em uống cà phê gì tôi có đạo đức lắm bạn đúng rồi dạ ông nhìn thấy nè ông không có không ha có bạn gái chưa có rồi dạ tôi thấy chắc con chuột có chết ngoài đường chuột nào chết ngoài đường chịu làm chồng tôi không không đám cưới luôn giao của tài sản chưa
đâu tiền đâu rồi ăn ở tiền của công ty tập đoàn ngân hàng châu Á chứ không phải là của em. Ừ. Công ty lậu. Ừ. Chia ra. Ừ, rồi chia ha. À, giao cho anh luôn, anh không ở chia tay cũng được. Okay. Em ở đằng khác. Mình đồng vòng một tối mà nay mới ngủ. Rồi mình chia đâu ha. Ừ. Chịu okay. Không? Nó không làm thế chị. Chịu luôn. Chị, bằng mai cho nó ở hai đứa nào đi. Chị. Tôi cặp với chị, chuột với trâu giàu lắm. Ừ. Để kiểm phụng xử chết đó. Đặt vòng năm nay chị Na chị Tăng, thằng nỉ 38 năm mà năm. Không nói chuyện tao. Ừ ừ, đừng nói nè. Dạ dạ, nó bà la ha. Thôi bây giờ hát bài đi. Hát bài bài gì? Bài gì mà mới thích? Hộ cho em nha. Ừ. Ăn đúng rồi. Đúng rồi ha. Bữa nay đi ăn đúng đó. Ăn đã. Hát bán gì? Trên đất dòng mình trồng khoai lang, sáng mơ tăng tăng nói buồn vui. Em nào mà đâu có thâu, anh chạy xe giữa đường tăng 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 tăng. Được không? Quá, tăng nữa đó. Hay quá. Còn còn có lạ qua đây đó. Đó giờ chưa biết gì. Tiếp về vô tiếp. Được không? Được. Vô. Quá hay. Lên bản cổ. Đúng rồi, lên bản cổ đi. Mời, mời xuống là bộ. Vô đi vô. Ra cổ bản nha. Rồi. Tiếng lan nha. Rồi. Anh hai ơi, đất trồng khoai lang Sài Gòn chắc có đất nào đất đò. Em gái làng quất chỉ máy bay niềm mơ du lịch xe bự chạy tấp nập vui cười. Ở đó có cô Lệ thì nói chuyện ngọt ngào. Cô đẹp như hoa chứ không bằng chị thân đẹp nữa. Người ta quy quyền hiền cho tiền bạc bao phung phí. Còn Lệ tí thì nghệ sĩ cũng tài tư. Đâu biết cảnh nghèo để quê mình chết hợp mưa tối. Được không? Được, được không anh? Hay lắm. Không, nhỏ cùng một ca hay quá bà. Ha. Thôi để ngồi mình nghỉ đi, để ngồi đói bụng quá sáng uống một quê. Không có bà. Ca để có đói bụng cái mình ăn nó nhiều. Ừ, mới ngon. Đó. Ừ. Đói bụng ăn mới nhiều mới ngon đó. Hãy luôn ha. Qua đây bắn mình nha bạn. Ừ, rồi. Vui, chùa Đức Long đó mấy ông. Vô chùa không? Anh xin đưa em về. Về quê hương chùa Việt Nam Đồng Tháp. Ông ấy sống kiếm ơi. Hai đứa mình cũng chia tay luôn. Ừ. Hay không? Hay. Chùa đâu? Chùa đâu? Điều mới chạy qua nè. Mới ca bài chùa tặng đi. Ca bản à chùa ha. Ừ. Ca bản à vậy ta. Ca bài bản với Mỹ mày đăng ký. Ca bài tao quên mày. Tao quên không ca ca. Để thử đấy. Mày không biết ca rồi. Mày không biết ca. Mày nó nhá hát nhạc Phật. Anh ca hay lắm hả? Sống hay chờ tới lúc ra. Mày kìa, mày không biết ca kìa. Ngộ kỳ thời con kiến leo dây. Nam mô mà ai bố thị gặp mặt nhau đi chung. Đây mình tê tí chung thắt sớm ra gì. Mà cưới anh cứ thiệt không mà mơ. Anh ai ơi em cưới mà Đồng Tháp tiền nghèo ngân hàng không có tiền đâu em cưới trai Sài Gòn. Có ai lô đủ ra vui cho tôi gấp vé lô tô cứ chồng. Chứ biết ném sự chồng buồn đau đánh đập máu chảy triền miên mới biết nổi tìm mơ. Vậy là thằng không ai chơi lại em đâu, em dân nước ngoài mà. Ai xin đưa em về về thành phố bên Sài Gòn, bến thành sân bay lớn nhất mơ ơi. Về đó vui mình cười nhau sáng đêm hoài. Chồng khùng vợ điên mấy ai cũng thương thị chung. Đừng bỏ gì đời nghe em. Được không Tăng? Tăng chơi độc đó. Em mà khùng cái gì khùng? Tại em lóc chóc không lập trường ha anh. 39 tuổi còn á, nói ca bán nè. Bọn ông tôi với anh Kiểm ăn thịt chó anh à. Tôi với nó ăn đây. Rồi nó rồi ổng bắt cho tôi với ông kia uống cà phê hả chị? Xe hơi lắm bự lắm cái đầu cái ngồi cái đầu ăn xong rồi cái đầu cái bà kia bà anh nói thôi giờ tôi muốn chờ muốn ổng qua tôi muốn bà tôi nói trời Phật ơi chị nói rồi chắc tôi xỉu luôn tôi bỏ về ăn 500 ngàn ăn thịt chó nhậu để giờ mấy tay trong mà. Em hả à? Em có mấy ngàn thằng Hàn Quốc Việt Nam em chơi em bà chơi ừ em bỏ nhóc luôn nó bỏ hết trơn ha ừ. Chắc anh chưa giờ thấy bà tiếng ha tiếng chị Đăng thương hay là chị Đăng bữa nào mình vô có tiếng chơi nè tiếng dâu bà qua trong nước cháy bù gào nè ngâm yên đẹp lắm cảnh đẹp lắm ừ cây cỏ cây anh Tăng chở mình đi ha hồi đó em đi máy bay đó anh Tăng 6 tuổi em bay ủ
trời, chồng cứ đàng hoàng rồi 7 giờ nó kêu ở đây học đến nước ngoài thì em rồi nó qua nó rước. Nó rước rồi nó bỏ ở đây và nó đi về bệnh trước rồi chứ không phải cho tăng cạo đầu đó. Rồi về bệnh xong rồi nó rước em cũng bây giờ cười giỡn không có gì chăng. Dạ rồi đi mình lên cặp chơi dù nè anh chị. Rồi qua máy bay rước rồi bệnh không đứng bệnh chỗ đòn rước. Bệnh rồi ăn ở phòng lạnh máy lạnh tối máy đâu có gì vui vẻ lắm. Vợ chồng em chờ ăn ở không. Chồng đem cơm phụng dưỡng nuôi không làm móng tay luôn. Vui đập nồi đập chảo chị còn mắc nợ tăng á. Ồ tôi nghiệp chứ ha. Chị có chờ gặp ông nào bớt khổ đừng ăn hiếp ảnh nữa nghe không có đẹp nghe không chờ cho ông đó ha đây cũng là chờ cho nữa ha đúng rồi cho hai đứa mình gặp nhau đó ừ. Chờ xe duyên cho hai đứa mình một xuân gặp nhau làm cho nó hai vợ chồng lên tân chơi luôn ha gặp ông gặp tôi đi ông luôn đi tôi dòng xứng không đó chịu không hai với ông à ông đẹp ha có ghế rồi ghế quẹ bỏ ra đi bà giám đốc vào có ghế rồi đâu ghế đâu ông đâu